doanh nhân Phạm Văn Tam làm cá mập trong sắc thanh mùa 3, VN Express kinh doanh. Thông tin trên được tiết lộ trong sự kiện công bố đối tác chiến lược, khởi động chương trình sắc tanh, thương vụ bạc tỷ mùa 3 theo đó, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện tử Asanzo Việt Nam sẽ là cái tên mới góp mặt trong sắc tanh mùa năm này. Chia sẻ về việc tham dự sắc tanh mùa 3 cùng quỹ đầu tư vừa ra mắt, vị sắc mới cho biết, sắc thanh Việt Nam đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ truyền cảm hứng và tăng thêm động lực cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Asanzo mong muốn đồng hành, hỗ trợ, góp phần thực hiện hóa những dự án tiềm năng, tạo ra những sản phẩm chất lượng và đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội. Cũng trong khuôn khổ chương trình công bố đối tác chiến lược, đại diện tập đoàn Asanzo đã cho ra mắt quỹ đầu tư khởi nghiệp Asanzo Startup Fund, quỹ được Asanzo cấp vốn khởi đầu là 200 tỷ đồng, đứng đầu bởi sắc tâm. Asanzo Startup Fund sẽ chính thức đi vào hoạt động và tìm kiếm các dự án tiềm năng ngay sau khi ra mắt. Tại đây, các dự án khởi nghiệp tiềm năng sẽ có cơ hội nhận được hỗ trợ toàn diện từ Asanzo, không chỉ về tài chính mà còn trong khâu tổ chức, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, số vốn rót cho startup tham gia tối đa lên đến 100 tỷ đồng. Đại diện quỹ đầu tư cho biết, các startup tiềm năng thuộc ngành nghề liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái sản phẩm của Asanzo như điện tử, công nghệ, phần mềm, phần cứng hoặc trí tuệ nhân tạo sẽ được ưu tiên. Sắc tâm được biết đến là ông chủ của hãng điện tử Việt lớn trong thị trường trong nước. Chỉ sau 5 năm điều hành, vị doanh nhân đã đưa Asanzo từ một startup nhỏ trở thành tập đoàn điện tử đa ngành trong top dẫn đầu thị trường Việt, với 7 nhà máy, hơn 2.000 nhân viên, 15.000 điểm bán hàng và 1.000 trạm bảo hành trên toàn quốc và hơn 70 dòng sản phẩm điện tử gia dụng, điện lạnh, smartphone. Năm 2018, Asanzo bán ra hơn 4 triệu sản phẩm các loại, đạt doanh thu 6.250 tỷ đồng. Tập đoàn định hướng trở thành thương hiệu điện tử Việt đẳng cấp quốc tế với các sản phẩm made in Việt Nam. Ngoài kinh doanh, ông còn được biết đến với nhiều vai trò như bầu sô câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động trong giới khởi nghiệp. Trước đó, ông có nhiều năm đồng hành trong chương trình khởi nghiệp startup Việt do VN Express tổ chức với vai trò cố vấn, nhà đầu tư, rót vốn hàng tỷ đồng cho các startup tiềm năng như Datamat. Sắc Thanh mùa 3 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 24 tháng 7 và đang trong giai đoạn tuyển chọn và tư vấn startup. Chương trình gặt hái nhiều thành công hai mùa trước. Sắc tanh mùa 2 đạt tỷ lệ vàng của sắc tanh trên toàn thế giới với 8 trên 9 thương vụ đề nghị đầu tư trên sóng truyền hình được rót vốn. Có 27 start-up nhận được đề nghị đầu tư của các sắc với số tiền lên tới 206,5 tỷ đồng. Phạm Vân